Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Ngày hôm nay trước một video, mình có một câu hỏi muốn dành cho các bạn nè. Ngay bây giờ nhìn cho màn hình đi. Đố các bạn, đây chính là nhân vật nào trong bộ phim Skibidi Toilet? Một cái đầu loa, có một cái nốt tròn tròn ở giữa, màu sáng sáng đỏ đỏ, biết ai chưa? Trời, chắc là nhiều bạn sẽ kêu, ủa anh Jay, đây là anh Dax Speakerman đúng không? Chắc chưa. Nhiều khi những gì các bạn nhìn thấy nó không phải là như vậy đâu các bạn à. Ai mà trả lời Dax Speakerman đó chính là câu trả lời sai rồi nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây là nhân vật gì. Nhìn này à, đúng là nhân vật speaker, nhưng mà là speaker zombie nha các bạn. Nhìn ghê nha các bạn. Dạo gần đây có rất là nhiều bạn fan lên kênh của mình và bình luận là anh Jay ơi, anh hãy xem bộ phim Skibidi Toilet Zombie đi, bộ phim này rất là ghê. Cho nên là ngày hôm nay theo như yêu cầu của các bạn thì mình đã làm qua đây các bạn ơi. Nhớ lại cho video này một nút like, ủng hộ cho anh Jay làm tiếp nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đứng lên phía dưới nha các bạn nha. Ok các bạn coi nè, đây là một anh speaker bị lai thành zombie, trên người bị dính rất là nhiều lưỡi dao luôn, nhưng mà vẫn sống như thường nha các bạn. Trên tay có một khẩu súng hình đầu lâu luôn các kiểu, ghê quá. Thôi được rồi, nhưng mà nhìn mình cũng khá là hấp dẫn các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô coi coi là liệu bộ phim Skibidi Toilet Zombie này có gì hay mà hiện tại đang rất là hot ở trên mạng luôn nha các bạn. Bắt đầu video thôi, nhớ là đi kênh cho mình nha. Ok các bạn ơi, chúc mừng video Skibidi Toilet Zombie của mình. Ngày hôm nay á, thì mình có một tấm hình một fan art mà có một bạn fan gửi cho mình kêu là muốn đưa lên TV, chính là tấm hình này nha các bạn. Trời ơi, lâu quá rồi mới có bạn fan gửi cho mình một tấm fan art không liên quan về Skibidi Toilet mà liên quan về mình nha các bạn. Nhìn đẹp chứ nào. Trời ơi, nhìn ngầu thì cái chứ, nhìn có giống mình không, giống không? Sao mà giống được, cái này là hình vẽ anime, còn mình là ngoài đời mà các bạn. Ok, cảm ơn bạn Tôm rất là nhiều vì đã có một tấm fan art rất là đẹp nha. Anh đánh giá tấm hình này là 10 điểm nha bạn. À, bình thường là không tô màu là trừ điểm á, nhưng mà tại vì em vẽ anh đẹp quá nên anh cộng thêm cho em một điểm là 10 điểm nha. Ai mà có những tấm fan art mà vẽ về anh Jay như thế này á thì cứ gửi về cho anh Jay qua email là jgrayvietnam@gmail.com. Thì có nhiều bạn kêu là anh Jay xem gửi cho anh hình mà sao chưa lên video nữa, thì từ từ đi. Bình tĩnh, ngày anh Jay ra có một hai video à, mà bây giờ một ngày anh đi nhận tới 10 cái fan art lẫn các bạn. Thế là các bạn cứ từ từ, rồi hình đó các bạn cũng sẽ được lên video thôi nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta để lại cho video một nút like và bắt đầu video thôi, nó nhiều quá. What? Một chiếc máy bay đang bốc cháy vài ngàn. Ui dữ à. Skibidi làm chuyện này. Ủa không, tại sao mình thấy Skibidi nó đang đi chung với những anh cameraman chạy trốn một thứ gì đó. Và bên đây là một con Skibidi Jason, nó cũng nằm gục rồi. Cái gì vậy? Một con Skibidi zombie, nó đang ăn thịt một anh cameraman các bạn ơi. Coi kỹ, nhìn mặt nó rất là ghê luôn. Ê quá, ê đừng nó. Và anh cameraman này đã trở thành cameraman zombie. Chạy lẹ đi. Trời ơi, anh bay ghê quá các bạn ơi. Chạy lẹ. Ủa, Skibidi bự vậy. Ui, ghê quá. Ở trên kìa có con Skibidi gì mắt sáng kìa. Có máy bay tới cứu mình các bạn. Let's go ba, cho em lên giới anh ơi. Từ từ, em lên liền. Cảm ơn mấy anh rất nhiều nha. Hên quá, đang trong đại dịch zombie còn có người cứu nữa. Ê, đúng là đẹp trai nên mới được vậy đó nha. Thế gì đẹp trai không? Đẹp trai mà lượng chữ anh gì đẹp trai nha các bạn. Wait what? Đây có phải là ông tiến sĩ không vậy? Ôi hình như ổng là Skibidi Toilet tiến sĩ á, nhưng mà biến thành zombie rồi các bạn ơi. Nhìn nè, có súng laser, đồ la, đồ các kiểu nè bạn. Chết rồi, ổng nhìn thấy mình rồi các bạn ơi. Có sao không đây? Hiện tại là dịch zombie nó đang lây nhiễm trên toàn thế giới. Virus 19. Ủa sao giống như là Covid 19 vừa chạy. Thì nó đang lan rộng ở toàn thế giới luôn nè. Ví dụ đây là khu vực Mỹ nè các bạn. Trên bản đồ đây là Mỹ nè. Ở dưới đây là khu vực Nam Mỹ cũng dính zombie luôn. Bên khu vực châu Âu cũng dính zombie luôn. Rồi bên đây là khu vực Trung Quốc cũng dính zombie luôn. Nhật Bản cũng bị, Hàn Quốc cũng bị. Còn chúng ta là Việt Nam. À, Việt Nam ở ngay chỗ GS này. Thì chúng ta bị sơ sơ. Zombie vô đây đấm zombie vỡ mồm đúng không các bạn? À, người Việt Nam chúng ta mạnh mà sợ zombie. Nice. Ui nhưng mà khúc cuối là nó đỏ lè luôn rồi các bạn ơi. Khúc cuối nè, là cả thế giới đều bị dính zombie rồi, nhưng mà Việt Nam chúng ta là bị dính ít nhất. Việt Nam mãi đỉnh nha các bạn nha. Ok.
máy bay đã chở mình về căn cứ. What? Và trong căn cứ cũng có dân mì luôn rồi. Ê, né ra đi, một anh đã bị ăn á. Có vẻ như tụi Skibidi rất là nhanh luôn nha. Trời ơi, anh này bị ăn luôn rồi. Ôi đời, bây giờ tới lượt mình các bạn ơi. Trời ơi. Ôi, hôm nay coi phim tới đây là kết thúc rồi, đây là đủ rồi nha các bạn nha. Chưa gì mới vô ăn ta rồi còn gì đâu, để mở bài này nghe chơi coi. Ôi, tạm biệt Skibidi nha. Tạm biệt mình mới đúng á. Thôi mình lên đường đi nha các bạn, tạm biệt các bạn nha, bye bye. Ôi, wow. Anh Dax biết cơ men vô cứu mình kìa. Trời ơi, một người tốt. Cảm ơn anh rất nhiều. Trời ơi, ghê chưa. Và anh đẩy mình ra. Ôi, anh ra đi. Ảnh không hề cứu mình các bạn, mà ảnh thay chỗ chết cho mình. Ôi, vậy cũng rất là cứu luôn á. Và con Skibidi đã ngậm miệng lại, ảnh đã lên đường rồi. Giờ sao đây? Có vẻ như nó đã no rồi các bạn ơi. Giờ mình giọt lẹ. Ui, nó chưa có no mấy bạn ạ. Ui, hình quá, nó cao quá không. Và đây là con tiến sĩ, nó chưa kịp tha cho mình đâu. Một quả bom đã nã xuống và nó đã dịch chuyển để trốn. What? What? Có một tấm khiên năng lượng vừa mới xuất hiện để cứu mình sau khi quả bom hạt nhân nó nổ xuống đây. Ai cứu mình vậy? Quầy quá, ai vậy? Ai mà có khả năng dịch chuyển vậy ta? Ui, cái phim này ghê quá các bạn ơi. Thấy cái con Skibidi tuyết tiến sĩ hay không? Mặc dù nó là con zombie mà nó vẫn có thể dùng được chiêu dịch chuyển luôn. Ghê thiệt chứ. Bây giờ chúng ta được nhìn thấy là những anh cameraman và những con Skibidi toilet zombie đang đứng ở hành lang. Ê, đừng nói giờ chúng ta sẽ solo một một nha. Anh được cò lọ đây. Mình là dũng sĩ diệt zombie đây. Cứ có gì cứ gọi tôi nha. Rồi giờ vô coi thử nè. Sao? Vô trong phòng này. Ok anh em. Đi từ từ ơi, im lặng. Zombie gì mà cái lưỡi màu tím lè vậy trời, coi nè. Mà còn bị súng răng nữa các bạn. Em nó giận. Ui, tụi nó phát hiện rồi, bắn nó đi anh em ơi, bắn đi. Trời ơi, con còn nó tính lây nhiễm cho mình các bạn ơi. Anh ơi, tha chim đi. Anh ơi, bắn em bên đây nè. Có giận, bắn bên đây nè. Wait, what? Oh. Why? Về đít. Một con Skibidi toilet tới cứu mình các bạn ơi. Ơi. Lần đầu tiên mà mới thấy Skibidi đẹp trai tới như thế này. Được của nó đấy. Skibidi mà đi cứu mình các bạn. Cảm ơn rất nhiều nha. Ê, đừng bắn. Đừng. Ông mới cứu tôi á. À, vậy là có nghĩa là trong cái thế giới này, Skibidi Toilet và quân đoàn liên minh sẽ liên minh với nhau để chống lại tụi zombie trước cái đã rồi quýnh nhau sao? Ủa gì nữa vậy? Wait a minute. Tôi tốc độ nhanh hả? Tụi nó chưa chết. Chạy lẹ đi ông ơi, đóng cửa lại. Ok, an toàn rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì nó mới bay trước mặt? Ghê quá. Ok, đẩy cái này lại, che cho mày lại luôn, cho mày khỏi ra. Ngón tay thối. Trong đây mà cũng có ngón này nữa hả? Ôi, được của nó đấy. Nhưng mà nhìn ghê quá bạn ơi. Đi thôi. Ê, con Skibidi giờ rồi làm đội trưởng à, đi ra mày. Anh em nhau, tụi tao phải là đội trưởng với mày là Skibidi, ai cho mày làm đội trưởng mày? Gì đây, dưới đây là gì đây? Ui, một con zombie Speakerman. Ủa, đây là anh Dax Speakerman mà. Ui, không phải các bạn ơi. Đó chỉ là cái cơ thể của Dax Speakerman thôi. Còn bây giờ cái đầu của Dax Speakerman nó bị vô một con zombie rồi. Anh ơi, em xin lỗi. Chạy lên, nhảy ra cửa kính luôn. Ui, có mấy cưa luôn các bạn. Bắn ở đây. Có vẻ như bắn không xi nhê. Trời ơi, hay quá, ai vậy? Skibidi. Ok, Skibidi giúp đỡ chúng ta. Oh my god. Giờ chạy lẹ cái đã. Trời ơi, dí theo kìa, đóng cửa lại. Ừ. Này thì đòi lão nè. Nó bật súng âm một cái bài cái cửa luôn rồi. Trời ơi, chạy lẹ đi. Ở trong đây tự nhiệm vụ nào vô đây vậy trời. Dưới đó có thêm một con Skibidi. Và bên đây cũng có thêm một. Oh no bro. Nhìn thấy cái cảnh này là chúng ta biết là chuyện gì xảy ra nha các bạn nha. Ở đường kia cầu thang có một con toilet zombie, ở đây có thêm một con zombie nữa. Rồi vậy là bây giờ chúng ta sẽ trở thành món bánh mì kẹp thịt nha các bạn.
Vĩnh biệt anh em luôn. Ghê thì cái chứ. Wow bro, công nhận phim này ghê. Bây giờ chúng ta đang ở trong một cái căn phòng thí nghiệm, và bên ngoài chính là một con Skibidi Toilet phiên bản zombie Michael dắt xe. Ủa nhưng mà mình nhìn xung quanh là vẫn là những con Skibidi bình thường các bạn ơi. Có vẻ như đây là một bộ phim của một người khác làm, nhưng mà ở trong đây là tụi Skibidi với lại tụi zombie là tụi nó liên minh với nhau, còn chúng ta thì vẫn ở một phe thôi. Ôi, đấm vô cái kiến một cái của tụi nó chửi kìa. Nhưng mà cũng hên, cái kiến này là kiến chống đạn, vô đây mà ăn nè, vô đây. Con kiến chống đạn mà sợ gì tụi nó các bạn. Easy game. Những anh cam đây mình ở đây mình thấy giống như là con người luôn rồi. Ok bây giờ chúng ta đi đâu đây? Một cánh cửa thật là bự. Và đây là một anh cameraman kiểu nhà khoa học tiến sĩ hay gì đó. Ui tụi nó bắt đầu cưa ra cái cửa đó rồi. Cửa chống đạn anh ơi. No. Oh my god, cứu không kịp. Anh ấy chạy chậm quá, rớt cái đầu ra ngoài luôn. Tiếng nhỏ ở đây mình mở tiếng to lên xíu nha. Oh my god, ghê quá. Có một giọng cười của một con nào đó xuất hiện, không biết giọng cười của ai nữa, ghê quá à. Oh my god, bây giờ chúng ta sẽ đi vô thang máy nha các bạn. Không biết là chúng ta đang ở đâu nữa, không biết đây là căn cứ của chúng ta hay là căn cứ của tụi Skibidi nữa các bạn. Mình nghĩ chắc là căn cứ của tụi Skibidi á. Rồi, đúng rồi, cái này là căn cứ của tụi Skibidi thì chúng ta mới cần phải kích hoạt hắc đồ mấy cái này nha các bạn nha. Chứ nếu không mình cứ chúng ta bấm nút cho lẹ rồi. Ok, đây là điện thoại của anh Da Phu. Chúng ta hiện tại là đang có 5 người ở đây. Ok, gì mà ghê ghê quá vậy. Một cái dấu hiệu gì đó gì Enter Bro Bright Bottle gì đây nè. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Không biết là mình đang vô đây làm gì nữa. Chắc là mình nghĩ là vô trong đây mình đi theo một anh bác sĩ và một người kiểu kỹ sư đồ á. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ vô trong đây đi tìm một cái phương thuốc để giải tụi tụi zombie nha các bạn nha. Là biến những con zombie trở thành người bình thường trở lại. Hợp lý đấy, cốt truyện cũng hay chứ bộ. Đâu giờ coi thử nha. Giờ qua đây hack tiếp. Hack cái cửa. Rồi để cái điện thoại vô hack cái cửa này. Ngồi ngon, mở được thành công rồi. Và đây là tên tiến sĩ. Hai bên là hai con zombie. Ủa nhìn nó đâu giống zombie ở đâu ta. Cái con này mình nhớ nó chỉ là con Skibidi Toilet phiên bản thần chết các bạn. Thôi kệ, cứ coi nó là zombie đi cũng được. Nhưng mà giờ mình lên đường các bạn à. Thật là vô tri. Ủa đang trong căn cứ, giờ đi ra ngoài rồi. Chúng ta đang ở trong căn cứ của ai. Ôi ơi, sẽ tăng bay luôn rồi. Và đây là một con Skibidi zombie. Ê, con này là con tiến sĩ. Zombie tiến sĩ. Nhưng mà theo như mình nhìn á thì khuôn mặt của hắn chưa phải là zombie 100% các bạn ơi. Khuôn mặt vẫn còn ở dưới đây là zombie, nhưng mà ở trên đây thì vẫn là con người. Là hắn ta đang trong quá trình thay đổi. Oh my god, gụi xong luôn hai chiếc xe tăng. Bây giờ còn có chúng ta thôi các bạn à. Nè nhìn nó kìa. Đúng không các bạn? Nè, khuôn mặt của hắn ta vẫn còn chưa thay đổi 100%. Cái mắt bên này nè vẫn còn màu trắng, nhưng mà cái mắt bên này thì là màu đỏ. Màu đỏ là cái mắt chính của ổng nha các bạn nha. Còn màu trắng là mắt zombie rồi. What the? Vậy là ổng đang tự thay đổi bản thân để trở thành một con zombie. Chắc là khi mà thành zombie thì tụi Skibidi nó sẽ nhanh nhẹn hơn thì phải. Và tụi nó cũng sẽ trâu hơn hả. Nhưng mà cái mặt nó ghê quá à. Ok tiếp tục nào. Wait a minute. Wait a minute, sao nhìn giống Titan Cameraman vậy trời. Ủa anh chứ ai nữa. Hình như là Titan Cameraman. Nhưng mà thôi bỏ qua đi không sao. Tại vì cho mày chỉ là fan làm thôi, yên tâm. Đây là một bộ phim khác chứ mày là của anh Da Phu nên mình cũng không buồn lắm. Nhưng mà xem kìa, một chiếc máy bay trực thăng người tới đây làm gì đây. Tại sao đến đây không cứu tôi đi trời. Rồi hình như là hồi nãy nó dí mình. Bây giờ thì nó đã trở thành full hoàn toàn. Ủa cái con này phải tiến sĩ không ta. Hình như là khác cái con hồi nãy. Cái con hồi nãy là mình thấy nó có mấy cái lưỡi cưa lận. Cái con này chỉ có hai lưỡi cưa thôi à. Con này mình nghĩ chắc là đệ tử của ông tiến sĩ. Và nó đã hoàn toàn trở thành zombie 100% rồi nha các bạn nha. Hai con mắt của nó đã quá thành màu trắng rồi. Công nhận zombie nhìn ghê thì cái chứ. Mai mốt mà có đại dịch zombie ngoài đời thiệt á hả, các bạn cứ nghĩ là chúng ta sẽ trở thành người sống sót đúng không? Không có, chúng ta là zombie đó các bạn. Oh my god. Nhưng mà yên tâm đi, cho dù có đại dịch zombie xảy ra thiệt á
thì mình sẽ đứng ra giải cứu anh em fan. Lúc đó là cái cây kiếm này sẽ trở thành cây kiếm thiệt nha các bạn nha. Lúc đó mình sẽ được mệnh danh là Jay Gray Samurai cứu fan mãi đỉnh. Tự chế tên luôn. What? Cái gì vậy? Bên này một con zombie toilet nó đang ăn một anh cameraman. Rồi vẫn chắc có đang lây nhiễm cho ảnh các bạn ơi. Chúng ta cần đang nói nhỏ chỗ đó không nghe, cuối cùng nó nghe thiệt luôn rồi. Ê, không mấy mình nô đùa nha xíu đó. Sao mày nhanh vậy? Nhìn nó gớm quá. Ê vô. Ai vậy? Ồ, có một anh cameraman, một anh vừa mới nói có một anh speaker tới cứu mình. Nhưng mà cái con Skibidi Michael dắt xe toilet thì nó tới. Trời ơi, nhìn ở trên chiếc xe này nè, có một bàn tay dính máu không. Trời ơi. Cái phim này công nhận ghê thì cái chứ. Mày đừng có la nữa, mày sao mày có con mắt vậy? Dạ, có nghĩa là cái nào mà chuyển cảnh là các bạn biết là chúng ta lên đường rồi nha các bạn nha. Wait, what? Bên đây là một thằng G-Man. Sở hữu thằng G-Man này, G-Man giả nha các bạn nha, không phải G-Man thiệt đâu. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cái tia laser các bạn. Wait a minute. Thằng G-Man này. Cái gì vậy? Thằng G-Man đang đối đầu với ai vậy? What? Một thằng G-Man sở hữu 20 tia laser, nó sẽ đối đầu với một thằng G-Man phiên bản zombie. Có vẻ như là thằng G-Man nó không quyết định đi theo tụi zombie mà nó quyết định là nó sẽ không phục tùng tụi zombie các bạn. À, vậy là nó muốn lộn luôn. À được rồi đó đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một thằng G-Man bình thường và một thằng G-Man zombie quyết lộn với nhau nha các bạn nha. Các tụi ông dám cá là ai thắng không? Mình sẽ chọn thằng G-Man bình thường nha các bạn nha. Ai chọn G-Man bình thường bình luận số 1, ai chọn G-Man zombie là đứa thắng bình luận số 2 nha các bạn nha. Rồi ok, mình bình luận số 1 và bấm nút like, bình luận số 2 bấm nút đăng ký kênh. Ok, rồi vô này, vô nó nhiều quá. Mình chọn số 1 nha. Cố lên G-Man, 20 tia laser. Ui thằng này bắn súng 6 nòng. Trời ơi, nó bắn cái đầu luôn kìa ơi. Bắn lại đi G-Man. Ui, thằng G-Man nó cười các bạn ơi. Mày non lắm con. Let's go. Mày 20 tia laser mày giỡn. Bắn một cái banh tim luôn các bạn. Được rồi đó đấy. Vậy là số 1 chiến thắng rồi nha các bạn nha. Ủa, coi lại hả? Ủa, ai có cửa vậy? Bro. Ủa, nhưng mà khoan, mình đang có gì vậy tại? G-Man phiên bản con gái hả? Nhìn cái tóc nó dài dài. Bro, nhìn nó ảo ma Canada được chứ. Nhưng mà cũng rất là đẹp gái. Không có ý là nhìn cũng được. Có 6 thì là về nha các bạn nha. Đừng nói bây giờ mày đấu với lại G-Man zombie tiếp nha. Hình như là đúng rồi các bạn. Ui, lại đấu với con G-Man zombie nữa các bạn. Rồi bây giờ mình vẫn sẽ chọn là con nhỏ G-Man con gái là người chiến thắng nha các bạn. Các bạn chọn ai bình luận liền. Chọn zombie hay là thằng G-Man con gái bình luận liền nha các bạn nha. Ok, vô tiếp. Bắn tiếp. Bắn súng 6 nòng. Trời ơi, nó bắn ghê quá. Bắn lại nó đi. Bắn 6 tia laser cho người đó. Let's go. Trời. What the hell? Wait a minute. Nó đang bắn tia laser từ cái chỗ gì kỳ vậy ta? Nhìn cái mặt đó nè các bạn ơi. Thôi, mình không có bất kỳ một cái bình luận gì về cái này nha các bạn nha. Thôi, cái này là tôi là ai, mình lại luôn cái thằng nào nó làm cái phim này nha các bạn. Mình không nghĩ ra luôn, nó có 6 cái tia laser mà nó không bắn 6 cái tia laser mà nó bắn ở cái chỗ quá là. Thôi được rồi các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều với xem video của mình ngày hôm nay nha. Nhớ để cho video một nút like để ủng hộ cho mình làm tiếp nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.